lựa chọn kem chống nắng phù hợp với làn da của mình là điều mà mọi cô gái luôn quan tâm. Để bảo vệ làn da khỏe trước ánh nắng mặt trời gây tổn hại cho da hiệu quả, nắm được sự lo lắng về dòng kem chống nắng nào tốt và phù hợp, Shop giúp bạn trẻ đẹp đã khám phá ra một sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm đình đám có thể đáp ứng đủ mọi tiêu chí của các bạn, đó là kem chống nắng La Roche Posay Fluid Invisible. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. sữa chống nắng La Roche Posay Fluide Invisible là phiên bản cải tiến của Anhelios Invisible. Dòng sản phẩm chống nắng rất được yêu thích và được đánh giá cao từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche Posay. Sản phẩm cung cấp khả năng bảo vệ da vượt trội, khỏi tia UVA và UVB, và ngay cả các tia ở bước sóng 380 đến 400 nanomet. Đây cũng là một trong những thủ phạm tiềm ẩn hình thành các gốc thâm nắm nằm sâu dưới da của bạn đấy. Sữa chống nắng La Roche Porcay In Ví sơ bồ được thừa hưởng các đặc tính chung của dòng kem chống nắng của La Roche Posay với các thành phần lành tính được kiểm nghiệm và sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại một cách chặt chẽ như là màng lọc Mesorin 400 độc quyền bảo vệ da tối ưu trước tia UVB và tia UVA dài. Đồng thời, màng lọc độc quyền của hãng kết hợp với các thành phần chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tia hồng ngoại ô nhiễm môi trường lên da. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Lysergin dưỡng ẩm cho da ngay từ lần thoa đầu tiên. Cuối cùng là nước khoáng La Roche Posay giúp giữ ẩm và làm dịu da vô cùng hiệu quả. Sữa chống nắng La Roche-Posay Invisible được xem như vị cứu tinh bảo vệ làn da vô cùng hiệu quả nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.